Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới với tập 2 của series cùng học View 3 của chúng ta. Ở trong tập trước thì chúng ta đã viết những cái component rất là cơ bản, đấy là header và to-do, hoàn toàn không có gì đặc biệt và chúng ta đưa nó vào component mẹ là app. Thì mình sẽ cập nhật luôn vào đây nhé. Đây chúng ta sẽ có một cái component to hơn. Bên trong component app và component này sẽ gọi là to-do. Đó. Ở trong tập này thì chúng ta sẽ nói đầu tiên đó là cái trạng thái khởi điểm. Thì trạng thái khởi điểm là gì? Nếu mà các bạn đã học qua React rồi thì chắc các bạn cũng biết ngay. Thì các bạn có thể tua thì tua đi một chút. Còn nếu mà các bạn nào chưa biết thì trạng thái khởi điểm đấy là khi các bạn vào một cái giao diện như thế này, vào một cái trang web localhost 8080 như này chẳng hạn, thì cái gì nó hiện ra trước mắt bạn đầu tiên đó là việc 1, việc 2, việc 3. Thì đây là ba cái dữ liệu mà các bạn phải đưa ra ngay từ đầu. Thì đấy nó gọi là trạng thái khởi điểm. Thì muốn trạng thái khởi điểm của chúng ta bao gồm có ba công việc này thì là chúng ta sẽ phải import một cái gọi là ref from view. Đó, và ở trong export default thì chúng ta sẽ có sử dụng cái ref mà chúng ta vừa import, không phải sử dụng đoạn này mà chúng ta sẽ sử dụng ở sau này. Và chúng ta sẽ gọi một cái hàm gọi là setup. Thì hàm setup này là của view, dùng để truyền toàn bộ dữ liệu cho cái đoạn template này ở đây của chúng ta. Nó sẽ chứa toàn bộ data cho cái component này. Thì ở trong setup này chúng ta sẽ khai báo một cái biến gọi là todo, bao gồm tất cả những cái công việc khởi đầu của chúng ta. Khởi đầu chúng ta có 3 công việc, đó là việc 1, việc 2, việc 3. Thì chúng ta sẽ gọi hàm ref, chúng ta sẽ pass cho nó một cái tham số là một array bao gồm có 3 công việc đó. Thì đây chính là trạng thái khởi điểm. Khi ban đầu chúng ta bắt buộc phải có 3 công việc này đã, thấy chưa? Để hiển thị lên trên màn hình. Sau khi mà chúng ta có 3 công việc này rồi, là trạng thái khởi điểm rồi, thì chúng ta kiểu phải xuất khẩu nó ra để cho thằng template trên này có thể sử dụng được cái array này. Thì muốn xuất khẩu chúng ta sẽ ghi là return. Và đây chúng ta sẽ ghi là return là todo 2.todo. Thì cái to do số 2 này chính là to do này. Còn cái to do số 1 này là property. Thì cái thằng template trên này, cái HTML trên này, nó sẽ có truy cập được vào cái này. Các bạn có thể ở đây các bạn có thể ghi là ABC cũng được. Thì nếu mà các bạn ghi ABC ở đây thì trên này các bạn sẽ phải dùng là ABC. Được chưa? Nhưng mà để cho thống nhất chúng ta sẽ dùng là to do 2.to do. Và đồng thời khi mà property và value ở trong một object của JavaScript mà giống nhau như thế này thì là các bạn có thể viết gọn lại, đấy sẽ là bỏ cái value đi, chỉ cần cái to do như này là được. Được chưa? Thế đây là trạng thái khởi điểm. Và đây là mình xuất khẩu cái trạng thái khởi điểm đấy đi, xuất khẩu toàn bộ cái data ấy đi. Thì ở phía trên này chúng ta sẽ không còn là ba cái đoạn value này nữa, mà chúng ta sẽ phải loop xuyên qua cái array này để tách ra từng cái công việc một. Nếu mà các bạn tới từ React thì các bạn có thể sử dụng, nếu mà trong React có thể sử dụng đấy là hàm for loop của JavaScript hàm thuần, hoặc không các bạn có thể sử dụng cái hàm bậc cao hơn, đấy là hàm map. Mình cũng đã có một cái series nói về các hàm bậc cao trong JavaScript, và ở trong cái series nhập môn React mình cũng đã sử dụng hàm map để loop xuyên qua những cái array đấy. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta cũng không sử dụng JavaScript thuần for loop, hoặc là chúng ta cũng không sử dụng cái hàm bậc cao map, tại vì là view có sẵn một cái trưởng cho cái bọn đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu bằng viết. Với mỗi một cái công việc này mình sẽ làm một đoạn văn chưa, nên là mình cứ viết một cái đoạn văn trước đã. Thì nó sẽ là tag p này. Ở trong này chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi là directive của view. Thì trong directive của view thì có một cái gọi là vfor sẽ được sử dụng để loop xuyên qua những cái array data mà mình truyền cho nó từ dưới này truyền lên. Thì ở đây vfor sẽ phải sau đi, sau đấy sẽ là dấu bằng và sau đấy sẽ là dấu nháy nháy. Ở chỗ này không được phép là một dấu nháy đâu nhé, nó bắt buộc phải là dấu hai nháy, được chưa? Bây giờ muốn loop xuyên qua từng cái công việc này một ở cái trạng thái khởi điểm thì chúng ta sẽ gọi từng công việc là for to do in to do, được chưa? Thì chỗ này nếu lúc nãy các bạn ghi ở đây là abc 2.to do thì ở đây các bạn sẽ phải là v for to do in abc, được chưa? Và ở trong này chúng ta sẽ đưa cái to do đấy vào đây, thì đây nó sẽ là việc 1, việc 2 hoặc việc 3 đấy. Do là nhúng ở trong html nên là các bạn phải có hai cái dấu mọc nhọn ở đây để cho thấy, để các bạn hiển thị. Nếu mà các bạn ở đây các bạn không đưa dấu mọc nhọn, các bạn chỉ cần ghi là to do như này chẳng hạn. Ở đây chúng ta có một cái lỗi ở đây là tại vì
elements in iteration expect to have vbind key. Tại vì mỗi khi mà các bạn sử dụng cái hàm cái directive v4 thì sau đấy các bạn phải đi cùng với nó một cái gọi là key. Nó giống như là khi bạn loop xuyên qua cái array đấy và các bạn cho ra ba cái thằng paragraph, thì mỗi cái paragraph đấy nó bắt buộc trong view nó phải có, trong React cũng thế thôi, trong view nó phải có một cái đặc trưng cho từng cái paragraph đấy, nó như kiểu là ID ấy. Thì ở đây nó gọi là key, và muốn viết cái key cho từng cái paragraph một thì chúng ta phải viết là vbind. Nó là một cái directive tiếp theo mà các bạn được làm quen, và sau vbind phải là hai chấm, và ở đây nó bắt buộc phải là key. Thì ở đây key này nó phải là một cái gì đấy đặc trưng cho từng cái mà các bạn loop qua. Thì ở đặc trưng ở đây nó chính là cái string này thôi. Nhưng việc 1, việc 2, việc 3 thì chúng ta key là to do thôi. Được chưa? Sau bây giờ nếu mà mình save lại thì cái lỗi đấy nó sẽ biến mất. Tuy nhiên khi mà vào đây thì nó sẽ ra ba cái công việc là to do, to do, to do. Tại vì là ở trong code của chúng ta ở đây nó chỉ hoàn toàn là cái chữ cái là to do thôi. Như vậy muốn đưa cái này vào, muốn đưa cái giá trị việc 1, việc 2 vào, chúng ta sẽ không được viết là như này nữa. Chúng ta phải đưa nó vào trong một cái gọi là hai cái dấu nháy nháy này để đưa giá trị một cách năng động vào. Được chưa? Thế đây là cú pháp đầu tiên mà các bạn học được của Vue, đó là phải đưa nó vào trong chỗ nào mà các bạn muốn đưa một cách năng động vào, thì các bạn phải đưa nó vào trong hai cái nháy nháy giữa hai cái tab HTML là p và p đây. Được chưa? Rồi mình xếp vào thì các bạn sẽ nhìn thấy là việc 1, việc 2, việc 3. Ok. Đấy thì các bạn đã học được thứ nhất đấy là trạng thái khởi điểm của một component. Và thứ hai đấy là hai cái directive đầu tiên mà các bạn học được, đấy là vfor dùng để loop xuyên qua một cái array nào đó. Và thứ hai đấy là vbind hai chấm key để mà sử dụng kết hợp cùng với cả vfor, lúc nào cũng cần phải có hai thằng này đi cùng với nhau. Các bạn sẽ còn được học nhiều cái vbind khác, nhưng mà ở đây sẽ là vbind key đã. Được chưa? Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa cái này xuống làm component. Tại vì cái mỗi một cái công việc này thì nó chỉ nằm dưới dạng là một đoạn văn với cái tab và p ở đây thôi, nên là chúng ta sẽ thử đưa nó xuống làm component con xem sao. Tại vì có thể chúng ta sẽ có những cái style CSS mà chúng ta chỉ gắn cho từng cái công việc này một, thì chúng ta đỡ phải viết cả một cái cục CSS ở đây cho cả ba công việc. Chúng ta chỉ cần viết cho một công việc và nó sẽ áp dụng lên tất cả các cái công việc đấy. Được chưa? Và đồng thời nó cũng là cái cách mà chúng ta để luyện tập import, export component con vào component mẹ. Thì khi đó chúng ta sẽ, nếu mà quay lại cái biểu đồ này một chút, thì là chúng ta sẽ có component con ở đây. Mình sẽ tạo một component mới, đấy là trong này sẽ là to do item. Và đương nhiên là sẽ có một cái to do item đi. Và đương nhiên là sẽ có nhiều component con, như ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có 3 component con chẳng hạn. Thì mình sẽ ví dụ mình sẽ copy như này. Đấy. Đấy, thì trong cái app của chúng ta nó sẽ là như vậy. Ok, giờ chúng ta quay lại cái code. Muốn tạo component con thì chúng ta lại tạo tiếp tục, đấy là file to do item.view. Ở trong này thì là ta lại gõ tiếp view tab. Chắc là có vấn đề gì đấy với VS Code này. À đây, đây rồi. View tab thì nó ra cái đấy. Export default chúng ta sẽ là name, sẽ là to do item. Template ở đây nó sẽ là giống như bên trên, tại vì mỗi công việc là một đoạn văn. Thế nên là cái template đây nó cũng sẽ là một đoạn văn thôi. Và chúng ta tạm thời nó là việc 1 đi. Và sau khi export xong thì chúng ta đưa vào trong to do, chúng ta sẽ import nó. Import to do item from chấm to do item. Và ở đây chúng ta phải thêm, phải đăng ký component đấy ở trong đây, đó chính là to do item. Thế bây giờ ở đây thay vì là pv4 mỗi một cái đoạn văn thì nó sẽ lấy một công việc, thì chúng ta sẽ thay vào là to do item. V4 vẫn là như vậy, vbind key vẫn là như vậy. Và chúng ta sẽ đóng nó lại như này. Xem nó ra cái gì. Cái gì đây? Thiếu dấu phẩy. Ok, giờ chúng ta quay lại đây. Ồ, nhưng mà bây giờ chúng ta lại có ba cái công việc một rồi. Tại vì ở trong mỗi một to do item nó là một cái
một cái đoạn văn nó chỉ là công việc một thì nó sẽ có việc một, việc một, việc một, tại vì mình ba lần thì là nó sẽ ra ba cái to do item và mỗi cái to do item đều chỉ là việc một thôi. Như vậy là chúng ta phải tìm cách nào để mà chúng ta đưa được cái dữ liệu từ cái to do's này, cái dữ liệu trạng thái ban đầu này bao gồm có ba công việc, việc một, việc hai, việc ba xuống to do item một cách mà dynamically, tức là năng động, và nó sẽ lấy được cái giá trị việc một, việc hai, việc ba này từ trên cái component mẹ là to do xuống cái component con là to do item. Thì để làm việc đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là prop. Thì props nó sẽ được sử dụng để truyền dữ liệu, truyền data giữa các component, và đặc biệt là từ component mẹ xuống component con. Thế thì muốn truyền ba, truyền từng cái thằng này xuống đi, thì chúng ta sẽ có một cái props ở đây gọi là vby. Chúng ta vẫn dùng cái directive vby, nhưng bây giờ chúng ta sẽ không đặt là key hay cái gì nữa, mà chúng ta sẽ có thể thích đặt là cái gì chúng ta muốn đặt được. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là to do props, và nó sẽ chính là bằng cái to do của chúng ta, tức là từng công việc một, việc một, việc hai, việc ba nó sẽ được truyền xuống component con là to do item với cái tên là to do props. Đấy là cách truyền dữ liệu thông qua props. Thì sau khi truyền xong xuống dưới to do item thì chúng ta phải nhận nó vào. Thì muốn nhận nó vào chúng ta chỉ cần ghi ở props và pass vào một cái array tên của những cái props rồi chúng ta sẽ nhận. Thì ở đây chúng ta nhận một cái là to do props. Thì ở chỗ này chúng ta sau khi nhận xong chúng ta sẽ sử dụng, thì sử dụng rất là đơn giản, chúng ta sẽ lấy là to do props và chúng ta sẽ chỉ cần là to do props thôi, tại vì ở đây mỗi một công việc của chúng ta là một cái string mà. Thì cái to do này đây chính là từng công việc một, string việc một, việc hai, việc ba, nên ở đây chúng ta chỉ cần ghi to do props và chúng ta save vào để chúng ta xem sao đã việc một, việc hai, việc ba chưa. Và như vậy chúng ta đã có đủ ba công việc và bây giờ đã truyền dữ liệu từ component mẹ xuống component con một cách linh hoạt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một chút những cái công việc mà nó râu ria một tí. Đó là chúng ta sẽ thay đổi cái UI, thay đổi cái giao diện một tí. Đấy là chúng ta sẽ thêm cái dấu tích ở đây và thêm cái nút xóa ở đây để mà có thể đánh dấu công việc đã làm xong thì có cái dấu gạch ngang qua, và thêm cái nút xóa để xóa cái công việc. Ok, thì muốn làm như vậy thì chúng ta sẽ tới với cái to do item. Thì ở trong to do item này chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta cứ thêm cái dấu tích đã nha. Thì ở đây chúng ta không sử dụng là to do props nữa, mà chúng ta sẽ có một cái là input xong hai chấm checkbox. Thì nếu các bạn cài MF thì nó sẽ tự động, nó sẽ viết ra cho chúng ta như thế này. Bỏ chúng ta không cần cái tên, không cần cái name, chúng ta không cần cái ID, và thế thôi, input này nó tạm thời như thế thôi. Và tiếp theo đấy là cái mình cứ tạm thời mình để cái to do props ở đây đã nhé, để cho chúng ta nhìn cho nó tưởng tượng ra là trông đến đoạn cuối trông sẽ như thế nào. Và tiếp theo đấy là một cái button để xóa xóa cái công việc đi. Thì chúng ta cứ để button ra. Và đây chúng ta sẽ ghi delete đi. Và chúng ta sẽ thêm một chút style để mà cái này trông nó đẹp đẽ hơn. Hiện giờ trông nó khá là thô sơ như thế này, chúng ta thêm một chút style luôn. Thì là ví dụ cái button này đi, chúng ta sẽ style cái button này trước. Class sẽ bằng đặt tên là del btn đi, sẽ tự động chuyển sang dấu nháy đúp cho mình. Thì cái del btn này nó sẽ như sau, mình sẽ viết nhanh vào đây. Del btn này background sẽ là thằng ff0000 màu đỏ, color sẽ là fff, chữ sẽ màu trắng. Tiếp theo là border none, cursor pointer để khi mà mình chỉ chuột vào đấy thì nó sẽ chuyển thành cái hình bàn tay để cho thấy rằng là nút này là bấm được, và float right để đưa nó sang bên phải. Thế đấy, thì bây giờ cái nút của chúng ta trông nó đẹp hơn một tí như này. Cái checkbox này chúng ta không cần phải làm gì cả, được chưa? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái style nữa cho cả cái công việc một chút. Đó là mình sẽ thêm một cái class vào đây là bằng với cả to do item đi. Thì từng công việc nó sẽ có cái
CSS cái style nó như sau. Đây là to do item, chúng ta sẽ có background đi, sẽ là thằng F4. Tiếp sau sẽ là padding 10 pixel. Tiếp sau sẽ là margin 0, để nó loại bỏ cái margin của cái paragraph đi, để cho tất cả công việc nó sát vào với nhau một tí. Và chúng ta sẽ có cái border bottom sẽ là 1 pixel thằng CCC và dotted. Đấy, thì bây giờ chúng ta quay lại xem thì đấy, trông nó như thế này, nó có cái viền bên dưới và nó có cái màu hơi xám xám tí, và đồng thời nhìn trông nó thoáng thoáng hơn. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải nghĩ đến cái việc mà nếu bây giờ công việc mà làm xong thì nó sẽ có cái gạch ngang qua, còn công việc mà chưa làm xong thì nó không có cái gì. Thế cái gạch ngang qua cái đấy nó sẽ là, giờ mình sẽ tạo một cái class mới, đấy là ví dụ như là is completed, thì chúng ta sẽ có cái text decoration là line through. Thì đây chính là gạch ngang qua text. Thì nếu bây giờ mình thêm cái class ở đây là completed, is completed, thì là đấy, tất cả công việc nó sẽ bị gạch ngang qua đấy. Thì đây chính là, thì đây là về mặt hình ảnh thì nó sẽ trông như thế này. Thế bây giờ về mặt logic thì phải như thế nào? Thế thì muốn làm được cái công việc logic thì là chúng ta sẽ phải làm cách nào đấy để cho cái is completed này nó chỉ xuất hiện khi nào mà công việc đấy đã hoàn thành, và cái data mà thể hiện công việc đã hoàn thành hay không thì nó nằm ở trên cái to do's này. Thế nên là tất cả những cái công việc này, từng công việc một, mình sẽ phải thay đổi cái cấu trúc của nó sao cho thể hiện rằng là công việc này có cái một cái trạng thái gọi là hoàn thành hay không. Mình truyền cái trạng thái đấy xuống cái to do item, và mình sẽ một cách năng động mình gán cho nó cái class là is completed chỉ khi nào mà cái trạng thái mình nhận được nó là đã hoàn thành. Muốn làm như vậy thì là chúng ta sẽ phải thay đổi lại cấu trúc của công việc này một chút, thì chúng ta sẽ không còn là việc 1, việc 2, việc 3 nữa, và ở đây mỗi công việc của chúng ta sẽ là một cái object. Mình sẽ có ID này, title là đây là việc 1, và sẽ có cái completed đi là false, coi như chưa công việc nào hoàn thành đi. Và mình sẽ copy cái đám này lại và thay đổi cái số thôi. Thì đây là việc 2 này, và đây là việc 3 này. Khi mà truyền xuống rồi thì lúc nãy chúng ta có sử dụng cái là before to do into do, thì ở đây vẫn là như vậy. Key ở đây lúc nãy chúng ta sử dụng là to do, tại vì ba công việc nó là việc 1, việc 2, việc 3 nó khác nhau rồi. Nếu mà các bạn nhớ thì key này luôn luôn là phải đặc trưng cho từng công việc một, thì ở đây chúng ta vẫn có thể sử dụng cái chuỗi string đấy là việc 1, việc 2, việc 3, nhưng mà chúng ta đã có thêm cái ID ở đây rồi. Nên là chúng ta sẽ ở đây sẽ sử dụng là to do.id, được chưa? Thì nó là một cái đặc biệt hơn để mà xác định từng công việc, đúng chưa? Sau khi xong rồi chúng ta xuống item, thì ở đây chúng ta không to do props, thì lúc đầu mỗi công việc chúng ta truyền xuống nó là cả một cái string, bây giờ chúng ta truyền xuống một cái object. Thì cái to do item đây, thì cái to do props ở đây muốn nó muốn chỉ lấy cái text ra thôi, thì chúng ta sẽ lấy cái title, chúng ta sẽ đào sâu ở bên trong, tại vì nó là object mà, chúng ta sẽ chỉ lấy cái property title việc 1, việc 2, việc 3 này ra thôi, được chưa? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ xem làm thế nào để có thể thêm cái class is completed này theo cái trạng thái đây là completed của cái data mà được nhận xuống. Muốn làm như vậy thì trước hết chúng ta cần xem qua một chút về cái gọi là làm thế nào mà view nó hiển thị được data của chúng ta một cách linh hoạt. Ví dụ như ở đây mình để một cái là ID ở đây nhé. ID này nó vẫn hoàn toàn là HTML thuần thôi. ID mình đặt tên là my ID đi. Ok. Xong rồi mình save lại. Xong mình vào đây thì đương nhiên là công việc nó vẫn bị gạch qua, tại vì mình vẫn để là is completed ở đây mà. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ click chuột phải vào đây và chọn inspect element. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây chúng ta có cái PID bằng my ID ở đây này. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp chúng ta muốn làm cho cái ID này là một cái giá trị động, ví dụ như sau, như ở trong bài trước thì chúng ta đã học ở trên to do, chúng ta có thể sử dụng wrap để mà có cái data khởi điểm ban đầu, đúng chưa? Thì ở trong cái to do item này chúng ta cũng có thể làm cái tương tự.
Cái này là để cho các bạn hiểu thêm về cách viết của Vue thôi. Nó giống như là trong React chúng ta có JSX thì ở đây cũng có cách viết của Vue để mà render cái data một cách linh hoạt. Thì trong này chúng ta sẽ chạy cái hàm setup giống như là khi mà chúng ta viết cái component to do. Ở trong này chúng ta sẽ có đấy là constant ID thì sẽ bằng ref của đặt tên đây là my ID 2 đi. Ok. Và sau đây chúng ta sẽ return ID. Được chưa? Bây giờ mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Khi mà chúng ta vào đây thì chúng ta refresh chẳng hạn. Thì chọn cái việc một ở đây thì chúng ta vẫn thấy là cái ID nó vẫn là my ID, tức là mình muốn thay đổi nó là sao cho nó là my ID 2 thì là thế nào. Thì ở đây các bạn đương nhiên có thể thay đổi là my ID 2 đấy, nhưng mà ở đây chúng ta có cái data ở đây là ID. Thế bây giờ mình muốn đưa cái ID này vào đây thay vì là cái hard code my ID như này, thì khi đấy chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ chỉ cần thêm cái dấu hai chấm vào đây. Muốn làm được việc đó thì trước hết chúng ta phải hiểu sơ qua một chút về cách mà view nó hiển thị những cái data động, những cái data linh hoạt, dynamic, mà không phải là data hard code. Ví dụ như sau, nếu mà mình thêm cái ID vào đây, vào cái class P này, cho cái đoạn văn này, mình ghi ở đây là my ID đi chẳng hạn. Xong mình nhấn save, và mình quay lại cái việc cần làm này, và chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn inspect element. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là cái mỗi một cái đoạn văn chúng ta sẽ có một ID là my ID như là chúng ta vừa mới làm xong. Bây giờ thì nếu mà mình muốn có một cái ID khác là my ID 2 nhưng mà mình không muốn sử dụng nó hard code như thế này, thì chúng ta có thể làm giống như là ở cái file to do lúc nãy chúng ta đã làm đấy, chúng ta sẽ sử dụng ref để mà tạo ra cái data ban đầu, và đồng thời chúng ta cũng sẽ sử dụng cái hàm setup. Thì ở đây chúng ta cũng làm tương tự như vậy, chúng ta sẽ gọi hàm setup và chúng ta trước hết chúng ta phải import cái ref đã, import ref from view. Ở trong này chúng ta sẽ gọi là my constant id new id đi. Ok, thì sẽ bằng my new id, sau đó nhập ref chứ, ref my new id. Sau đó chúng ta sẽ phải export cái này ra giống như là chúng ta đã làm ở trong cái file to do này. Khi mà chúng ta có cái data thì chúng ta phải export ra để có thể sử dụng ở trên cái phần template ở phần HTML bên trên. Chúng ta sẽ return new ID. Thì bây giờ new ID này đã sẵn sàng để được sử dụng ở phía bên trên này. Tuy nhiên nếu bây giờ các bạn chỉ cần chỉ đưa vào cái chỗ này là new ID thì có lẽ các bạn cũng sẽ đoán được ở đây nó sẽ thay đổi luôn ở đây. Đấy là nó sẽ chỉ là cái chữ new ID thôi, nhưng mà mình muốn chỗ này nó phải là cái my new ID cơ. Đúng chưa? Nó không phải là cái chỉ là cái dòng chữ của cái dòng chữ của cái tên biến, mà nó là cái giá trị của cái biến đấy mà chúng ta vừa mới tạo. Thế thì muốn cho nó linh hoạt, tức là đưa cái my new ID vào đây, thì chúng ta chỉ cần thêm cái dấu hai chấm vào đây. Thì khi đấy cái new ID này nó sẽ hiểu rằng đây không phải là một cái text, nó không phải là một cái string, nó không phải là một cái hard code giống như cái to do item hay is complete ở đây, mà khi mà chúng ta đưa cái dấu hai chấm vào thì là view sẽ hiểu rằng đây là một cái giá trị gọi là thay đổi được, giá trị động, dynamic, linh hoạt, và nó sẽ lấy cái giá trị value của cái biến này ở trong cái hàm setup. Thế nên là bây giờ nếu mà mình save lại và mình quay lại Firefox thì nó sẽ ở đây nó sẽ là my new ID. Thấy chưa? Thì đây chính là cái cách mà view nó render những cái giá trị động trở thành cái HTML. Thế thì quay lại cái vấn đề của chúng ta đây, chúng ta phải render cái class isCompleted này một cách động, một cách dynamic, linh hoạt với cái trạng thái là completed mà do cái thằng component mẹ nó truyền xuống. Thế thì muốn như vậy thì trước tiên chúng ta phải thay đổi đây thành class. Và class chúng ta nếu mà muốn nhiều class, một chắc chắn là tất cả những cái class này nó, tất cả những cái đoạn văn này phải có một cái class chung, đấy là toDoItem. Còn nó có isCompleted hay không thì nó còn phụ thuộc vào đây là nếu mà completed là false thì nó sẽ không có cái class là isCompleted. Còn nếu mà completed là true
thì nó sẽ có cái class là is completed, và khi đó thì cái dòng chữ nó mới bị gạch ngang qua. Thì muốn đưa nhiều class vào cùng một lúc mà đưa theo cái kiểu động thì cú pháp làm cái đấy trong view nó sẽ là chúng ta pass vào một cái tham số là một cái array đi. Ở trong này chúng ta sẽ có cái class đầu tiên nó sẽ là to do item. Đây là class mà tất cả các cái đoạn văn, tất cả công việc đều có, tại vì nó là format chung. Và còn cái class thứ hai đấy là is completed, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái check ở đây, một cái ternary operator ở đây để chúng ta check xem là cái trạng thái completed của công việc nó có được hoàn thành hay không. Nếu mà nó true thì chúng ta sẽ thêm cái is completed, còn nếu mà nó false thì chúng ta sẽ không thêm cái gì cả. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái to do props. Mình xóa cái này nhé, tại vì hiện giờ chưa cần. Cái này lúc nãy chỉ là ví dụ thôi. Đấy, mình xóa đi. Ở đây to do props, lúc nãy chúng ta đã lấy ra được cái title, giờ chúng ta sẽ lấy ra cái completed to do props.completed. Chúng ta đánh dấu hỏi chấm thì nó có nghĩa là đây là nếu mà true thì chúng ta sẽ thêm vào đây là is completed. Còn nếu mà nó là false, chúng ta thêm dấu hai chấm vào đây, có nghĩa là false. Đây là cái cú pháp của ternary, nếu bạn nào chưa biết thì chúng ta cũng chẳng thêm cái gì cả. Đấy, thì đây là cái cách viết class một cách động, được chưa? Chúng ta phải có cái array trong đó bao gồm những cái class mà chúng ta muốn thêm vào đây. Rồi chúng ta sẽ xếp cái này vào. Và quay lại Firefox thì bây giờ cả ba việc đều không bị ấy nữa, đều không bị gạch ngang qua nữa. Chúng ta nhìn thấy là cả ba công việc đều có cái class là to do item, là cái class chung. Nguyên nhân cả ba công việc không công việc nào bị gạch ngang qua là tại vì tất cả những cái thằng completed này đều hiện nay đang là false, được chưa? Và nếu mà chúng ta đổi cái này thành true thì chắc chắn là công việc 1 sẽ bị gạch ngang qua. Chúng ta phải kiểm tra xem sao. Đấy, công việc 1 bị gạch ngang qua rồi. Và chúng ta thử đổi cái này thành true xem sao, thì công việc 2 cũng sẽ bị gạch ngang qua. Bây giờ các bạn có thể thấy rằng là khi mà công việc 1 gạch ngang qua thì chúng ta muốn là cái tích này nó được tích vào. Thì cái thay đổi cái đấy nó cũng tương tự như cái lúc nãy. Thì cái mà để xác định xem là cái tích này nó có được tích hay không thì đó chính là cái check, đúng chưa? Thì khi nếu mà mình xếp như thế này vào thì tất cả công việc sẽ đều được check, dù cho nó có làm xong hay không, tại vì đây là nó là kiểu hard code giống như lúc nãy. Tất cả các checkbox đều được check. Bây giờ mình muốn làm cho nó năng động, nếu mà đã completed như này thì sẽ phải check, còn nếu mà không completed thì không check, được chưa? Thế thì cái check này nó sẽ đơn giản hơn. Đây là chúng ta sẽ cho cái hai chấm này vào để hiển thị rằng đây là một cái data động. Và chúng ta sẽ mở cái ngoặc nháy nháy ra, và đây sẽ là to do props.completed thôi. Thì nếu mà completed là true, tức là đã hoàn thành, thì check này sẽ là true, còn nếu mà không thì check này sẽ là false. Thì nó sẽ hiển thị đúng như chúng ta mong muốn. Xếp lại. Đấy, thì việc 1, việc 2 là đã bị gạch ngang qua và bị đánh dấu rồi. Và chúng ta thử cho cái việc 3 cũng đã hoàn thành xong xem sao. Thì cả ba công việc này. Thử refresh xem sao. À đấy, có vấn đề gì đấy. Thì cả ba công việc đều đã bị gạch ngang qua và bị đánh dấu, được chưa? Ok, như vậy đây chính là cái cách mà các bạn sử dụng lên cái class để mà tạo ra cái class một cách năng động, để các bạn có thể dễ bề thay đổi cái class cũng như là CSS cũng như là style vân vân sao cho nó phù hợp với cái data mà các bạn chuyển xuống. Và đó cũng là kết thúc của tập này. Thì ở trong tập sau chúng ta sẽ làm cái công việc là logic. Đấy là chúng ta sẽ làm cái, nếu mà chúng ta đánh dấu như này thì cái việc 1 nó sẽ gạch ngang qua hoặc là không gạch ngang, tùy vào cái việc là cái đánh dấu này được tích hay ăn tích. Đại khái là tích thì là cái việc 1 sẽ bị gạch ngang qua, tại vì công việc 1 coi như đã làm xong, và nếu mà chúng ta ăn tích, ta bỏ cái dấu tích đi, thì là việc 1 sẽ không còn bị gạch ngang nữa. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.